Liên quan đến việc nhóm tù nhân tại trại giam ở thành phố Rostov của Nga đã bắt các cai ngục làm con tin, ngày 16 tháng 6, lực lượng đặc biệt của Nga đã tiêu diệt nhóm này và giải cứu con tin thành công. Chính quyền Nga thông báo nhóm này gồm 6 tù nhân có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS, vài người trong đó đã bị buộc tội khủng bố. Nhóm này đã phát cửa sổ phòng giam, leo ra ngoài bằng dây thừng, dùng các vật nhọn bắt hai cây ngục làm con tin. Sau đó còn tìm cách lấy súng của cây ngục nhưng bất thành. Nhóm đàm phán với chính quyền Nga yêu cầu được trả tự do. Lực lượng đặc biệt Nga sau đó đã tấn công nhà tù, tiêu diệt cả 6 đối tượng. Hai con tin được giải thoát và không bị thương. Theo truyền thông Nga, 6 đối tượng trên đến từ Cộng hòa Ingushetia phía nam của Nga. Ba người trong số đó bị bắt vào năm 2022 vì tìm cách tấn công một tòa án tại Cộng hòa Karachai, cherkessia cũng thuộc Nga. IS là một nhóm phiến quân Hồi giáo Sunni. Sau khi bị đánh bại ở Iraq và Syria, Nhóm này đã tách thành nhiều nhóm ở các khu vực khác nhau, gây ra nhiều vụ tấn công chết người trên thế giới. Nhóm IS Khorasan, nhánh IS tại Iran, Turkmenistan và Afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hồi tháng 3 vào nhà hát Krokus ở ngoại ô Moscow, khiến 145 người thiệt mạng.